Toàn là ba cái thơ đòi nợ với quảng cáo không. Alo. Alo. Ừ, ai vậy? Dạ, xin lỗi, có phải là văn phòng luật sư Chí Tài không dạ? Dạ phải. Vậy luật sư có trong văn phòng không dạ? Tôi ra trong văn phòng tôi mà. Ủa sao tôi đâu thấy đâu? Tôi sau lưng cô nè. Ủa? Trời ơi, vô tư đây mà còn nói sale chi cho nó tốn tiền. Biết sao không? Quen rồi, sang quen rồi. Nhiều khi sát bên cũng cầm điện thoại bóc gọi. Chào cô. Dạ, chào luật sư. À, cô có thể cho tôi biết tên được không? Em hả? Em tên là Hương Thủy. Hương Thủy? Cái gì Hương Thủy? Dạ, chế Hương Thủy. Trời đất ơi, ba cô bây giờ khỏe không? Ủa, luật sư biết ba tôi nữa hả? Trời ơi, biết sao không biết? Ông nổi tiếng lắm. Ủa, là ai vậy? Ca sĩ Chế Linh á. Đâu phải đâu. Bộ ai họ Chế là cũng phải con của Chế Linh chứ hả? Ủa, vậy không phải hả? Không phải. Vậy xin lỗi. À, bữa nay tới đây có chuyện gì đây? Thì tới tìm luật sư để ly dị chứ tới tìm luật sư làm gì? Cái gì? Ly dị hả? Ừ. Làm ơn đứng xa xa chút đi. Sao vậy? Đứng xa xa chút đi. Đứng gần dễ bị hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Đẹp trai khổ lắm người ơi. Trời ơi trời, con ổng tự tin dễ sợ chưa kìa. Cô có thể cho tôi biết là lý do nào cô ly dị chồng? À, chồng cô cờ bạc. Trước có giờ không? Hút chích. Trước có giờ không? Rượu chè. Trước cũng có giờ cũng không luôn. Trước có bây giờ không, một con người quá hoàn hảo vậy tại sao phải ly dị? Thì, cô thương chồng cô không? Thương chứ. Hay là chồng cô bị khùng? Anh khùng quá có, tự nhiên nói chồng tôi khùng. Chứ tại sao lý do nào mà ly dị? Thì bây giờ khó nói quá. Không ấy luật sư có cây gì cho mượn đỡ đi. Cây gì? Thì cây viết á. Ủa vậy hả? Cây viết hả? Tôi tưởng văn phòng tôi đâu có cây gì đâu. Trời ơi, thì văn phòng phải có cây viết chứ. Từ có từ cây đã, gì? Tôi nói là đồng một tôi đó, tôi kiếm. Có không? Nè có nè. Ê, trời đất ơi. Cây viết luật sư bự dữ vậy hả? Luật sư vậy không, cỡ đó không á. Trời, luật sư nói sao chứ em hỏm tôi lại văn phòng kia kìa. Ông luật sư kia ông đưa tôi cậy ấm nhách về thòn à. Ừ. Trời ơi, cái đó là viết chì cô ơi. Ủa vậy cô hả? Này là viết quyến tử. Ồ. Thấy không? Rồi sao? Lấy thì viết làm gì đây? Bây giờ tôi ví dụ nè ha. À. Chồng tôi là cái viết này nè. Ừ. Thấy không? Ừ. Nhưng mà ổng... Sao? Ổng... Ổng sao? Ổng hết mực á. Hết mực? Ừ. Lão, đứa nào nói tao hết mực? Ai? Tiếng nói ai mà nghe hùng hồn vậy? Ai? Tao nè. Trời đất ơi. Nghĩ sao tướng đi đẹp vậy mày kêu hết mực? Trời ơi. Không chừng tao mực nhiều rồi tao đi không nổi sao? Cô ơi, đi ly dị không đem chồng theo, đem ông nội ngoại theo chi vậy? Trời ơi, chồng của tôi đó. À, chứ chà. Chồng hả? À, xin lỗi nha. Dạ. À, được rồi. Có mặt hai người thì dễ làm việc hơn. À, bây giờ mời cô bước qua bên này. À. Dạ, mời cụ bước qua bên này. Ủa, xin lỗi, luật sư mới mời ai hả? Dạ, con mời cụ. Nhiều tuổi mà vô duyên muộn hả? Nghĩ sao ta đi hai vợ chồng mày mời vợ ta mày mời em mày mời ta mày quất cái tớ cụ là sao? Mời cho nó ngang hàng trang lứa cho nó trăm năm hạnh phúc coi. Cho nó nhí nhảnh chút coi. Dạ. Dạ. Em mời anh bước qua bên này. Đó, mời vậy là anh nhí nhảnh liền á. Dạ, mà nhí nhảnh kìa. Qua rồi. À, đây ơi. À, sẵn đây cho em hỏi anh ấy được bao nhiêu tuổi vậy? Hỏi tuổi anh hả? Dạ. Em nhìn mặt anh háp háp vậy chứ lớn hơn em không nhiêu đâu. Dạ hả? Năm nay anh 79. Dạ. Mày sinh năm 80 phải không? Dạ đúng rồi. Tính số anh hơn mày có số hả? 79, 80. Trời ơi, chưa thấy ai khôn dung gà này. Lấy tuổi mình so năm sinh người khác. Miễn sao có số so thôi chứ. À phải rồi. Nghe tuổi là biết trâu già khoái gặm cỏ non. Ê kệ ông nậu tăng hả mày.
Tao còn cặp nú không mà tao nhắm tao gặm được tao gặm nha. Mà tao gặm cỏ ngoài đường chứ bộ tao chui vô từ đường nhà mày tao gặm hả? Sư thôi mà. À, thôi được rồi. À, bây giờ hai người có thể nói cho tôi nghe là hai người gặp nhau trong trường hợp nào? Để em kể luật sư nghe. Sao? À, tôi với ổng quen á một chỗ á, rất là dễ thương, rất là thơ mộng, rất là mùi. Công viên phải không? Không. Cà phê máy lạnh? Cũng không luôn. Thấy chưa, ở đâu? Trong tiệm bún mắm á. Hả? Trời ơi, bún mắm mà sao lãng mạn mùi mẫn được cô? Thì bún mắm mà không có mùi, cái gì có mùi mày? Rồi sau đó thì sao nữa? Lúc đó bạn ngồi trong trong tiệm đó. Dạ. Tôi bước vô. Dạ. Vô tình bà làm rớt một món đồ. À, rớt món đồ đi. Đó, ví dụ đi. Ừ. Rồi bà mới cúi xuống bà lụm. Dạ. Mình đàn ông mình ga ra mà, ga lăng mà. Ừ. Tôi cũng cúi xuống tôi lụm, tình cờ tay tôi nắm tay bà. Rồi sao? Tự nhiên lúc đó nhà hàng nó bật nhạc lên, cái hai đứa tôi nhìn nhau cái phim Hồng Kông. Ủa? Phim Hồng Kông là sao? Nắm tay đó yêu luôn. Trời ơi, ông anh nói em phải để ý nha. Hồng Kông mà hãy thấy nắm tay cái có nhạc lên là yêu à. Để làm thí dụ thôi nha. Thí dụ như là đây là cuốn sổ, anh làm rớt xuống, em cúi xuống lượm đi. Rồi anh cũng cúi xuống lượm. Tình cờ tay anh nắm lấy tay em. Tình cờ cái mỏ mày chảy máu nè. Gì kỳ vậy? Mày có tin là mày vô tình mày lụm cuốn tập mà mày phải cố tình mày lụm răng mày không? Bà nội cha mày tao hốt mày nha. Tao chưa ly dị mà mày dê vợ tao là sao? Dạ không có. Làm thí dụ thôi mà ông anh. Thí dụ nhiều thứ chứ. Dạ. Bây giờ sau đó thì xin bỏ Hồng Kông thì sao nữa? Sau đó hai đứa tôi mới mần đám cưới. Trời đất ơi, làm gì nhanh như tên lửa vậy? Luật sư không nghe ông bà mình có câu hả? Câu gì? Cưới vợ thì cưới liền tay, đừng để lâu ngày. Thì sao? Tao chết. Ủa? Sao chết kỳ vậy? Già chết chứ sao vậy? Mày học tới luật sư mà có cái già chết mày cũng không hiểu hả? À, tại sao hai người yêu nhau ha, cưới nhau lẹ vậy? Tại sao giờ mới ly dị? Thì tôi hỏi luật sư nghe nè. Tôi trẻ đẹp như vậy nè. Nhiều khi tôi thích đi quán bar, tôi thích đi nhảy đầm, tôi thích đi vũ trường. Vậy mà ổng cũng đòi theo, thì tôi cũng chiều ổng, tôi cho ổng theo tôi. Cái tôi dẫn ổng đi, cái bữa đó vô cái quán bar, tự nhiên tôi mở cửa ra nhạc sập sình, cái ổng xỉu à. Trời ơi. Xỉu cũng kể chi vậy? Trời ơi, biết ổng già yếu vậy, yêu chi rồi giờ than khổ. Nhưng mà hồi đó tôi lấy ổng cũng vì lo cho gia đình tôi nữa đó. À, hy sinh cho gia đình. Nói như vậy là từ xưa tới giờ, từ xưa tới giờ em lấy tôi chỉ vì tiền thôi hả? Chứ ông nghĩ sao? Ý trời, nói câu nghe nhẹ nhàng mà như tạt thao nước cho mặt người ta vậy. Né qua một bên, tao nổi điên rồi đó. Còn em, vậy là tôi đã hiểu lầm. Từ xưa tới giờ tôi cứ tưởng em lấy tôi là vì nhan sắc chứ. Hả? Trời ơi, bước xuống đi cụ ơi. Câu này tôi bị hố không? Hố lắm rồi. Trời ơi, nhan sắc tự tin còn hơn tôi. Rồi cái đó tôi biết rồi, nhiều khi tôi tự soi gương tự ói mình. Ổng như vậy hả, lấy làm chi rồi ly dị tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng mà chuyện đó bỏ qua một bên đi, tôi nói luật sư nghe nè, tôi là con gái lớn lên lấy chồng thì phải theo chồng. Cực khổ nhiều tôi cũng chịu hết trơn á. Nhưng mà nhiều khi tôi chỉ cần có một đứa con thôi à, mà ổng thì là sao? Thì luật sư hỏi ổng đi. Ê ông anh, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Lại đây, đang nói chuyện bỏ đi đâu vậy? Tính vô trọng kiếm miếng sâm uống. Nhà tôi thì có sâm xiết cái chồng. Đây nè, cổ muốn con, sao ông không ráng cho cổ một đứa con? Hử? Luật sư. Sao? Tôi lại luật sư. Thôi đừng lại. Luật sư còn câu hỏi nào có duyên hơn này chút xíu á. Bỏ câu này đi. Câu này là có duyên nhất của tôi rồi đó. Nói nghe nè. Sao? Vấn đề này là vấn đề tế nhị.
tôi biết luật sư hiểu mà. Vũ đó đó đó. Cảm ơn cảm ơn. Hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi. Nói về ông anh đây đã hết. Tôi biết mà. Tóm lại là ông anh thì đã hết. Nói tóm lại lần nữa thì là ông anh thì đã hết. Chi quát. Mày vừa bụng mày chứ thằng ôn dịch. Mày nói mày hiểu rồi, mày đưa cái viết ra tao đè vô, mày đưa ra tao đè vô rồi chưa vừa bụng mày hả? Vậy thôi tao nói quỵt tẹt lên cho rồi. Hiểu lầm mà. Vậy sao ông không ráng cho cổ đứa con? Tôi nói cho luật sư nghe, ai lại không biết điều đó. Tôi biết cổ là phụ nữ, cổ cũng cần có một đứa con. Chính bản thân tôi cũng cần có một đứa con vậy. Không, nhưng mà bây giờ đó tôi không có, đáng lý ra cổ phải chờ tôi chứ. Đúng. Bây giờ không có, không chừng 6 tháng hàng năm sau nó có sao? Hên xui mà. Đúng. Đó. Bởi vì đêm nào bà cũng biểu tôi ăn gà ác thìm thuốc bắc hết. Nhưng mà vừa rồi nó bị dịch cúm gà, nó ngưng thời gian, nó đuối ngang ai biết. Đó là ý trời chứ không phải ý tôi. Mà nói luật sư nghe, thương bà lắm tôi mới ăn gà ác. Chưa có thằng đàn ông nào mà chịu đựng như tôi đâu. Sao vậy? Bà mua 30 con gà ác bà bỏ trong tủ lạnh. Bà cắt 30 thang thuốc bắc về, mỗi ngày bà hầm cho tôi ăn một con. Tôi ăn 4 ngày đầu tôi còn biết con đó là con gà ác. Bà mẹ nó, tôi quất tới ngày thứ 10 cái mặt tôi còn ác hơn con gà. Trời ơi cô ơi, ông nói như vậy tại sao cô không ráng chờ? Chờ gì? Nói tới gà ác tôi mới nói cho luật sư nghe nè. Sao? Thì cho ông ăn gà ác. Cái tự dưng cái ông ăn kêu chứ em ơi đi vô phòng. Cái đừng tôi... có kể, thằng luật sư này nó nhiều chuyện. Không. Nó đem ra ngoài phố nó bỏ sỉ luôn đó. Sao? Phải biết là biết làm gì. Thấy mặt chứ. Là biết nhiều chuyện rồi nè. Đừng có kể mắc cỡ chứ. Thôi mà cứ kể. Thì cái tôi thấy vậy cái tôi cũng, ổng nắm tay tôi cái đi vô trong phòng, cái ổng nắm cái nút. Nút gì? Nút đèn, ổng dặn tắt. Xong rồi cái tôi chớp chớp mắt nhìn ổng. Cái ổng cũng chớp chớp mắt nhìn tôi. Tôi mắc cỡ cái tôi nhắm mắt lại, ổng cũng nhắm mắt. Xong tôi mở mắt ra cái ổng ngủ à. Hả? Chị kia con của trời. Nói một cái tôi muốn ngủ thiệt rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà cô à, dầu gì đi nữa thì ổng cũng đã từ bỏ những thói hư thật xấu hồi lúc còn trẻ rồi hả? Lấy con hả? Cô còn đòi hỏi ổng điều gì nữa? Thấy không? Tôi nói cho cô nghe, sống ở trên đời á, chưa chắc cái gì muốn mà mình xuống làm cũng được. Thấy không? Bây giờ cô nói ổng là không có con hay cô? Cô có chắc rằng cô lấy người đàn ông khác cô sẽ có con hay không? Luật sư. Xin lỗi, tôi vô duyên. Không không, câu này anh thấy em có duyên nhất hồi nãy giờ. Mày nói câu này là có duyên nè. Bây giờ em là thần tượng của qua rồi. Câu này em nói có duyên. Bây giờ em thử thách bà lấy em đi. Nếu có con tôi con em luôn. Hả? Xin lỗi, câu này anh vô duyên hơn nè. Đúng vậy. Bây giờ tôi hỏi hai người lần chót, hai người quyết định ly dị phải không? Yên lặng. Yên lặng có nghĩa là đồng ý. Được, tôi giúp hai người. Nhưng mà trước khi làm thủ tục thì tôi muốn nói hai người một cái vấn đề rất quan trọng. Đó là vấn đề tài sản. Tài sản của ông trước khi gặp cô ta gồm có những gì? Và sau khi cô ta, tài sản ông gồm những gì? Tài sản ông, đó là vấn đề rất là quan trọng trong vấn đề ly dị. Tôi à, có chuẩn bị trước ha. Very good, very good. Hả? Cái gì? Tất cả tài sản của ông đều dành hết cho cô ta. Vậy thì phần tài sản còn lại của ông là cái gì? Tài sản của tôi
tài sản của cả cuộc đời tôi chính là cô ta đó. Nhưng mà bây giờ có voi hút cũng vậy thôi, bò nhầm nhỏ gì. Muộn rồi luật sư ơi, muộn thiệt rồi luật sư ơi, muộn rồi. Nhóm nhạc gì? Accident. Accident là gì? Là tai nạn. Nhóm nhạc tai nạn. Thì cái nhóm nhạc em đặt vậy là đúng rồi. Tại vì mấy anh là gom góp từ những người bị tai nạn vô mà. Đâu tên của tụi anh là gì mà gom góp? Ông này tên gì? Giang Đung Si. Giang Đung Si là đọc theo tiếng Anh thôi. Còn tiếng Việt Nam là Giang Đụng Xe. Ông này chuyên môn bị đụng xe. Thôi. Chỉ một mình nó bị tai nạn thôi, tên của anh đâu có bị tai nạn đâu. Tên anh làm gì không bậy? Bi tông đe đâu có bị tai nạn. Bi tông đe ngày xưa anh làm gì? Thợ xây. Đó, anh thầu xây dựng, em đặt bi tông đe là đúng rồi, là bị bê tông nó đè đó ông nội. Trời ơi, nhưng mà tụi anh á chỉ là dancer thôi, vũ công thôi. Còn em là nhóm trưởng, cái tên của em đâu có bị tai nạn đâu. Mà tại sao đặt cái nhóm tai nạn? Tên em tai nạn còn kinh khủng hơn tên mấy anh. Tên em là Kim Soli mà. Kim Soli là nói theo tiếng Anh thôi. Còn theo tiếng Việt là con kim bị sao le. Là sao? Sao le đâu ảnh hưởng gì tai nạn đâu em. Em đâu bị sao le đâu. Hồi đó mấy ông kêu tôi ốm quá, không có cái gì hết. Trước sau như một. Nghe lời mấy ông tôi đi thẩm mỹ viện, về chưa có lành gì hết trơn à. Ông nhận mười mấy xô một lần luôn, chở Honda mà chở ba nữa chứ. Thắng một cái là cái ấy của tôi nó ép vô vậy nó xa le luôn à. Đó, tại mày mà nhận xô cho dữ vô. Nó xa le quá rồi, bây giờ tôi đâu dám mặc đồ tay đâu. Tôi phải mặc đồ này để che bớt sự xa le. Đúng rồi. Bữa nay á anh thấy em nhảy đẹp đi nha. Trời ơi, anh thấy em bữa nay hát hay lắm nha. Để chậm mà hôi trên nè. Gì vậy? Làm gì vậy? Em mắc cỡ quá. Trời ơi, ca sĩ mắc cỡ. Tại vì từ xưa giờ khán giả không khen, có mình mấy anh khen mà cả. Trời ơi. Em ơi, bữa nay em hát hay quá, em đẹp quá trời quá đất luôn á. Cảm ơn anh. Trời ơi,
Anh nói thiệt nha, từ lâu rồi anh có chuyện này muốn nói với em mà anh chưa nói. Dành hả? Dành hả? Anh là người đầu tiên muốn nói điều đó. Anh muốn nói với em gì? Nói cái câu mà nó định nói đó. Anh muốn nói gì với em vậy? Mày định nói câu gì nói đi. À, anh tính nói là anh bị khùng. Ủa vậy hai người khùng hết á hả? À, không có. Chứ muốn nói gì? Anh định nói là Sajan Hezo. Là cái gì ông nội? Sajan Hezo. Là gì? Là cái gì? Là anh yêu em á. Tầm bậy. Nói tiếng Hàn cũng chật. Nghe nè. À, răng anh văn xa. Ủa, răng anh văn xa là sao? Anh yêu em. Yêu em gì mà răng văn ra xa? Đây nè, yêu mà không được yêu tao đưa một cái là văn hết bây giờ. Hả? Kỳ cục quá à. Nói chung là nói chung là anh yêu em. Anh yêu em. À, đó. Nói chung là vậy. Hai đó. Người cùng yêu mình. Không lẽ mình ốm ốm mà quyến rũ dữ vậy sao? Ôi hạnh phúc đến nó đập anh trong hứa. Mặt thiệt là bất ngờ. Em ơi. Dạ. Anh hứa sẽ đi hết cuộc đời với em. Anh hứa đi với em hết cuộc đời. Không, anh không như nó, anh không có hứa. Mà anh chắc chắn, anh sẽ chắc chắn đi đến với em cuối cuộc đời. Anh chắc chắn như vậy. Chắc chắn như vậy. Oh my god. Hai đứa này nó cũng nhắm rồi. Bị em cũng không có đi được hết cuộc đời đâu. Tướng cỡ này nửa đời là đai rồi. Có rồi em ơi. Em ơi. Anh nhảy đẹp mà con nhà giàu nữa. Anh đẹp trai, nhảy đẹp hơn nó. Anh đưa bay lấy nhau đi. Ôi, mà sao kỳ vậy? Anh đẹp trai hơn nó, anh nhảy giỏi hơn nó. Em không cần đẹp trai, còn nhảy em mướn ai nhảy không được. Nhưng mà tụi anh nhà giàu mà. Anh nhà giàu. Em không có cần tiền. Ủa sao vậy? Anh sẽ bảo vệ em. Em đâu có ai giết chóc gì đâu bảo vệ. Nhưng mà anh sẽ lo lắng cho em. Em không cần ai lo cho em. Hai anh giàu lắm hả? Anh có muốn quà muốn tặng em? Muốn quà? Anh cũng có vậy. Chờ chút. Yêu anh đi. Lấy anh đi em. Lấy anh đi. Bây giờ giữa hai người. Giữa hai người em biết chọn ai đây? Chọn anh đi. Em biết chọn ai đây? Chọn anh. Ồ, Biren. Biren. Em chọn Biren. Sô-le đi theo. Biren, tao đi theo. Đứng lại. Cái gì? Mày mập quá mày chạy lại không? Hay quá ha. Ha. Nghe tao hỏi nè. Cái gì? Mày quen Jolie lúc nào? Tao quen Soli từ lúc thành lập cái nhóm Accident này nè. Trời ơi, cái chuyện đó tao không nói. Ý tao nói đây á, mày yêu từ lúc nào? Tao yêu lâu rồi. Lâu à? Lâu là bao nhiêu? 7 ngày. Mới 7 ngày mày đặt dành Soli với tao hả? Tao yêu nhiều hơn mày. Mày yêu bao nhiêu lâu rồi mày nói nhiều hơn tao? Hơn mày 1 ngày. Tao được 8 ngày. Chấp mày luôn đó. Trong tình yêu không phải đến về thời gian chứ sao, mà là vấn đề là sự hy sinh cho nhau. Hy sinh hả? Hy sinh, tao có hy sinh cho Soli. Mày hy sinh cái gì? Mày nhớ tuần trước không, Soli hát ở Seoul đó. Rồi đang sao? Hát đĩa nhảy, tao đang nhảy đĩa nhảy cái tao té một âm chắc gần bông gân luôn. Đúng không? Tao có bao giờ than phiền không? Trời ơi, chặt chân là chuyện nhỏ, mày nhớ cũng gì mày bị chặt chân ha, mà tao phải ra nhảy thế mày bữa sau. Bình thường á là nàng mang giày múa leo lên vai mày đúng không? Đúng. Bữa đó nàng chơi nàng mang vài câu gót à, mà nàng leo lên đầu tao đứng nè. Lũng mắt rồi, tao phải cào đầu đổ tóc giả nữa thấy mày. Nhưng mà vậy mà nó hy sinh. Nhưng mà mày có yêu Soli không? Dĩ nhiên là yêu rồi. Mày có thương tao không? Mày là bạn thân thì tao cũng thương chứ.
Vậy người ấy và tao, mày chọn ai? Chọn người ấy. Không lẽ chọn mày, tụi điên. Bạn bè mà như vậy hả? Danh dự nhau hả? Được, tao biết. Tao biết cái gì mày cũng hơn tao. Dĩ nhiên. Thứ nhất, mày xấu hơn tao. Thứ hai, mày già hơn tao. Mà đặc biệt cái điều mà Julie thích mày, tao biết thích cái gì. Gì? Mặt mày ngu hơn tao. Chưa thấy ai mặt khờ như mày. Khờ nhưng mà có duyên được rồi. Tao không cần biết. Bằng mọi giá, tao sẽ chiếm được trái tim của Julie. Ôi, đừng có mơ mộng em ơi. Trái tim Julie thuộc về tao rồi. Julie là của tao. 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 Tao đi kiếm Julie đi. Julie. 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 Năm nào tôi cũng ra đây tìm mấy ông, vậy mà mấy chục năm nay không gặp mấy ông. Đi đâu vậy? Bỏ một mình con Kim So Le này. Kỷ vật còn đây mà người xưa đâu rồi? Chắc là hai ông cũng đang êm ấm trong gia đình hạnh phúc. Có biết đâu mình tôi, ngày Valentine nào tôi cũng tới đây để chờ mấy ông không? 14 tháng 12, không biết dạo này mấy ông có bình yên chăng? Cho tôi nó ảnh hưởng cái tên tai nạn miết thôi. Cầu cho mấy ông được bình yên bên gia đình. Ôi, biết chừng nào mới gặp lại hai cô nhân. Xấu mà cũng được, xấu mà cho vàng là ok. Cũng gốc cây này giờ đã thay cây khác, mà tôi cũng chưa có cây nào. Chắc hai ông không bị gì đâu. Cầu nguyện cho hai ông được bình an. Thiệt. Trời ơi, công nhận cái tên mà Văn Đung Si này của mình đụng xe. Nhưng nó có huôn hay sao? Cứ năm nào đúng ngoài 14 tháng 2 là mình bị đụng xe. Không nhận bởi linh thiệt. Cũng nhờ gặp ông bạn quý của mình, Bi Tông Si. Bi Tông Đe. Ông đâu rồi? Trời ơi. Ông ơi, lại đây. Cái gì? Tôi tưởng tôi mình tôi bị thôi, sao ông nãy tôi gặp ông lành lặn ngoài mà sao vừa thê thảm vậy? Thì đó, xe nó vừa tông ông. Tôi phải giữ cái thằng lái xe lại. Để cảnh sát tới làm việc. Hiểu. Nhưng mà tôi đâu ngờ đang đứng ngay cái nhà đang xây, nguyên bê tông rớt xuống bùm vô đầu. Trời ơi. Cái bà So Le đặt tên hay thiệt. Trời ơi. Bi Tông Đe, Bê Tông Đè. 14 tháng 2 năm nào cũng bị đè. Bây giờ không biết giờ bà. Này bà đang ở đâu? So Le. So Le ơi. Em ở đây nè hai anh. Bà là So Le hả? Không phải. Không phải đâu. Tôi So Le đây. Không phải bà So Le. Tôi là So Le. Không phải mà. Tôi là So Le không tin thử đi, mỗi lần thử một bên. So Le mà. Thôi vậy đúng rồi ông ơi. Không ai can đảm bằng So Le hết trơn. Không ai. Tôi đây, không nhìn ra tôi sao? Bà. Tôi đây hai ông. Đi đâu đây? Mấy chục năm rồi không gặp hai ông. Tôi buồn lắm. Biết mà. Hay, nói cho hai ông nghe. Gặp hai ông ở đây tôi mừng quá.
Hai ông, ủa sao cũng còn bị thương bình thường vậy? Thì cái tên mà đạt đó, accident mà. Tên nó hơi có hù một chút, nhưng mà thôi, gặp lại hai ông tôi mừng quá. Tôi, dạo này tôi đang chuẩn bị đi hát nè. Hả? Mà ủa sao, đi hát sao, 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 bao nhiêu chục ký Valentine rồi, tôi ra đây tôi kiếm hai ông, mà sao hai ông cũng không ra tìm tôi? Ờ, hả? Đâu có. Ngày nào, đúng ngày này 14 tháng 2, tôi cũng ra đây kiếm bà mà. Ông ra hồi nào, ông ra giờ nào mà tôi không biết? 6 giờ chiều. Bà đi đâu đây? Tôi đi ra 14 tháng 12 là tôi ra đây kiếm ông, năm nào tôi không ra. Trời ơi. Tại sao mấy ông không ra kiếm tôi? Ông nói gì? Năm nào tôi cũng ra đây mà bà nói thôi, sao thôi, vậy? Thôi, ông đừng có quăng lựu đạn. Nè. 14 tháng 2 năm nào tôi cũng ra đây, sao tôi không thấy ông? Ông đừng có đốt pháo nghe chưa? Ông mới là giật mềm á. Ông đừng có bỏ bom nghe chưa? Ông là quăng lựu đạn á. Nín đi. Ông nào cũng nổ hết. Tôi 14 tháng 2 nào tôi cũng ra, sao tôi không thấy mấy ông? Ông đi mấy giờ? Ông đi mấy giờ? Tôi đi 6 giờ sáng. Còn ông? 6 giờ chiều mát hơn. Ủa vậy còn bà đi mấy giờ? Tôi con gái mà. À. Đi ra đường ông biết mẹ tôi khó khăn lắm. Đúng. Thành thử ra tôi ra đường phải lựa giờ an toàn tôi mới đi. Tốt. Tôi đi lúc đó là 12 giờ phía. Trời ơi. Bà ơi. Bà đi vậy à? Bà không sợ má bà la hả? Đúng rồi, bác gái nhà khó tánh lắm, đi khuya má la. Biết rồi, à. Mấy ông biết tính má tôi khó mà. Đúng. Thành thử ra đó cứ bà dặn 12 giờ khuya phải về tới nhà. À. Là tôi về trước 12 giờ 5 phút. À. Tức là 12 giờ kém 5 tôi về tới nhà mà má tôi chưa về. Trời ơi. Ủa, bà đi. Mấy giờ má bà mới về? 3 giờ sáng sớm. Trời đất ơi. Má tôi còn đi kinh khủng hơn tôi đó. Trời ơi, vậy sao ông bà không ra 6 giờ sáng để gặp được tôi? Ừ. 6 giờ sáng ca sĩ còn ngủ không ơi? Trời ơi, không sao, không chịu 6 giờ chiều để gặp tôi. 6 giờ chiều tôi đi hát. Trời ơi, 6 giờ chiều 6 giờ sáng mà tôi phải dậy. Dậy làm gì? Make up, hóa trang đó. 6 giờ chiều đi hát, 6 giờ sáng hóa trang. Đúng rồi. Hóa trang dữ vậy? 12 tiếng đồng hồ. Ngày xưa còn trẻ, đắp đắp lên nó đẹp rồi, bây giờ già rồi, phải nặng từng chút. Bây giờ cái mặt tôi giống như nông thôn đang được đô thị quá, ông thấy không? Ừ. Bà nội cha nó điện nó văng đầy hết trơn hả trời ơi. Đó, thành thử ra phải make up từ 6 giờ sáng tới 12 giờ là tôi vẽ xong cái mặt rồi. Trời ơi, vậy không ra gặp tôi. Còn phải độn người chứ. Già nó tuột hết trơn rồi. Mình phải độn mình nâng lên. Bà ơi, bà nâng mà gì? Nâng lên cũng 2 tiếng là xong. Trời ơi, vậy sao không chịu ra gặp tôi 6 giờ chiều? Ừ. Vừa nâng xong cái người là cái mặt nó xuống màu trở lại, phải đắp lại từ đầu. Trời ơi. Tới 6 giờ đi hát luôn. Trời ơi. Bà sao bà quá đáng quá. Rồi sao, bà đi hát, vẫn còn đi hát hả? Thì đam mê nghệ thuật dữ. Tôi vẫn đam mê nghệ thuật, tôi vẫn đi hát cho tới hơi thở sau cùng mà. Nhưng mà có ai xem không? Có chứ sao không có. Có hả? Ngày xưa mình bán vé cho khán giả xem. À. Tới giờ này tôi hát cho từ thiện, tôi mời người tới xem. Ủa, mà người ta có đi coi không? Coi chứ sao không coi. Sao hay vậy? Trời ơi, đi coi vừa được coi văn nghệ, mà vừa được ăn, mà vừa được cho tiền nữa, ai không đi. Trời ơi, bà làm chuyện động trời không? Còn ông, sau khi bỏ múa giờ ông còn làm gì không? Tôi cũng còn múa như xưa bà ơi. Tướng tá về múa trâu coi ha. Bà đừng có khi dễ nha, học trò tôi 40-50 người không á. Trời ơi, vậy là thành vũ đoàn rồi hả? Ờ. Ông múa cái gì? Múa dưỡng sinh. Múa. Sáng nào cũng ra công viên dạy mấy người già múa đó. Còn ông? Tôi cũng như ông, tôi cũng đi múa. Múa gì? Múa quạt. Sao già mà trổ bóng dữ hả? Bị bỏ bóng là quá. Tôi múa quạt. Nhóm tôi múa là 4 người lận. Ngồi múa không à. Múa gì là kì? Sao không hiểu? Thì xè bài ra quốc gì nè, thứ sắc đó. Trời ơi, ông quánh bài. Ông quánh bài mà ông kêu ông múa quạt, ở coi gớm không? Thôi được rồi. Tại vì buồn quá không có bà tôi mới chơi mấy cái đó. Đừng có đổ thừa tôi. Chắc bây giờ ông sống rồi gia đình ông hạnh phúc lắm phải không? Trời ơi, vợ con gì đâu mà hạnh phúc. Nó bị bê tông đè chết hết rồi hả? Bậy bạ mà, tôi chưa có vợ. Ông chưa có vợ? Ừ. Còn ông?
chưa có con. Vậy là có vợ rồi hả? Hay là bây giờ tới đời con ông là không tông xe nữa mà lật nguyên kiếp? Bà đừng có bậy bạ mà. Đại khái là tôi chưa có vợ. Còn bà có chồng chưa? Em vẫn ở vậy đó. Nó ế tới giờ luôn mà. Sao vậy? Có gì? Nổi tiếng như bà, giàu có như bà là không ai đeo à. Tôi nói cho mấy ông nghe, ngày xưa hai ông giành giật nhau à. Tới lúc này để không ai giành giật tôi. Hai ông giành giật đã rồi không ai cưới hết. Lúc đó tôi nổi tiếng như vậy, tiền bạc tôi có như vậy, danh vọng tôi có như vậy, nhiều người đến với tôi lắm à. Không phải là tôi chê người ta, nhưng tôi muốn tìm một tình yêu chân thật như hai ông. Không có. Thành thử ở không luôn tới giờ. Gì? Hả? Hồi xưa tôi nhớ ông nói là ông khẳng định ông đi hết cuộc đời với bả phải không? Đâu có, tôi nhớ ông hứa ông đi hết cuộc đời với bả mà. Không có, tôi nhớ là ông hứa mà. Bây giờ vậy nè, ông còn yêu bả không? Yêu. Ông có thương tôi không? Bản thân tôi vẫn còn thương ông. Người ấy và tôi, ông chọn ai? Chọn ông. Ủa sao chọn tôi? Chọn ông cho bả đó. Thôi, tôi nhường cho ông đó. Thôi, ông lấy bả hạnh phúc hơn. Ông lấy bả hạnh phúc hơn. Thôi mà ông lấy thôi. Nhanh đi. Ơi. Giờ có cho chị cũng không thèm đâu cưng. Nghĩ sao vậy? Hai cái cây này là cây ốm ốm này là của ông này. Cây lùng lùng tròn tròn này là của ông này. Hai cây vẫn còn xanh lá mà hai ông héo queo thấy gớm không? Tôi nói cho hai ông nghe. Nhưng mà dù gì đi nữa, giờ này già rồi, có lấy con mần ăn mẹ gì được đâu. Không lẽ về rồi ngồi đếm răng chừng nào nó rụng ha. Thôi dẹp đi. Gặp nhau như vậy mấy chục năm vậy là mừng lắm rồi. Nhiều khi tâm trạng mà có ai như tôi không? Sao? Nổi tiếng, có tiền bạc mà giờ vẫn còn độc thân. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết mùi đàn ông. Trời ơi. Nhiều khi cũng nghĩ thèm mà buồn lắm.
Tại sao ông trời ơi cho ba đứa chúng tôi yêu nhau mà không cưới được nhau? 2+1 mà bằng 0. Tao biết lỗi tại tao. Ai vậy? Ông trời. Trời, né đi coi chừng trời quánh á. Ai đánh đầu tôi nè? Ông nói luôn đó à? Thôi thiệt là. Thôi đi đi, đi vô đây với tôi. Bữa nay tôi phải nấu, tôi đãi cho mấy ông một bữa. Đãi gì bà? Để mừng 3 ngày, ngày ba đứa mình gặp nhau. À, đãi cái gì hả? Ở đây ở xứ Hàn mà, chỉ đãi canh chua cá kho tộ là ok nhá. Tôi đi nghe. Em ơi. Đi à. Tân Quy, giỏ tay lên đi. Tân Quy, Tân Quy. Trời ơi, các em hâm mộ anh ha rồi. Chết đi. Bảo vệ. Ơi, Quy, anh Quy ơi. Yêu cầu xuống đi. Anh Quy. Đưa đi. Anh Quy đâu rồi? Ủa, mới nghe nữa mà. Anh Quy đâu rồi? Anh Quy đâu? Trời ơi, té luôn rồi kìa. Hả? Té hả? Vô. Đây nè. Anh Quy bên kia. Anh Quy chạy với anh Quy ơi. Kinh khủng quá. Chị Mừng gọi đại bàng bồ câu nghe rõ trả lời. Nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Nghe rồi, chim cút nghe rồi. Đưa thằng chủ ra đi. Xong hết chưa? Xong hết rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, đưa thằng chủ ra đi. Nè. Cái chuyện gì mà ông xòm vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện các chú làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến cũng không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó có nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn 2 anh làm vệ sĩ là có thật đấy à? Dạ có. Ôi dồi, thế thì chết tôi rồi. Tôi đâu có cần vệ sĩ gì, tôi có... Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ á, ông bà mướn tôi á, đó là cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm là phải bảo vệ anh. Nhưng mà bảo vệ, có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ. Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này rồi người ta để ý, nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây là ông bà chỉ có mướn có 2 người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác, người ta mướn tới 10+ người mà khán giả không ai bu. À thế thì nói chuyện đến ông bà, thế thì tôi dặn 2 chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Xong hết rồi, yên tâm, thân chủ yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vì à, không thích nhưng mà ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ, xong hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi, đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao là Paris? Cái show Thúy Nga ở Cali, show Paris by night là ở Cali, mà tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thiên Nga Paris. Tôi tưởng đâu qua bển coi bà Thiên Nga. Thôi chết rồi. Thôi qua đó mới gặp bà Thúy thôi, chưa có thấy bà Nga. Nói phải nói rõ ràng chứ. Bây giờ book vé rồi, qua bên đó rồi. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bòn bon này. Tôi điên đầu. Mớ bòn bon gì? Còn tụi tôi chi? Thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi. Tôi không biết giải quyết cái vụ này thôi. Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Trả tháng có 6,000 đô mà chửi như thú. Làm ở về mà chửi như ở đời vậy. Tôi nói rồi, hồi xưa đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc là người mẫu. Từ đầu tới chân á, tính cái chân không còn đỡ.
biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng cho nên mình mới đi làm bảo vệ. Chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì? Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hư. Gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Một con đường, tìm một lối ra, ngày qua ngày tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bà ra đi. Anh Huy đâu? Anh Huy nó quên, anh Huy của tôi đâu? Sao nãy anh gạt tôi? Tôi vô trọng kia không thấy anh Huy đâu hết. Anh Huy đâu? Đi mời Thiêm, tự trọng sẽ đi Thiêm. Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bà ra ngoài. Đó là trách nhiệm của mình, khiêng bà ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bà như con heo gì mà sao khiêng nổi. Anh Huy đâu? Trời ơi, tôi yêu ảnh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Huy hả? À. Cái gì? Trời ơi. Thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ. Hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á. Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á. Nhỏ gì mà ăn hết được hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi. Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Huy không có. Ghê quá. Nó giống như cái phim của con gì Annabelle gì đó. Hả? À? Ghê quá. Đâu anh Huy đâu? Hả? Anh Huy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Huy đâu? Giạt ra đi. Giạt ra. Yêu cầu giạt ra đi. Giạt cái gì? Này này. Anh Huy đâu? À đây đây. Anh đây. Huy. Anh Huy. Đó. Ơi. Ơi ơi. Ủa? Ơi. Em là ai? Hả? Em là ai vậy? Kéo ai ra. Vậy? Ai vậy? Làm gì vậy? À, tôi muốn tặng anh Huy. Anh Huy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Nè, lấy con heo này, lấy con heo này. Rồi thôi lấy con heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Huy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em trời em ơi, nhắc anh Huy đi. Ơi. Này Chí bữa, ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây để coi mắt em mà. À. Em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đây. Trời ơi. Nói thiệt với em. Bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp thì á. Thì có ăn có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ cái gì mà phơ. Cẩn thận, thân chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa, mà làm gì đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không, không, để tôi nói, bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có Photoshop gì vậy phải không? Dạ. Nó không có Photoshop đâu, nó chặt đầu con khác để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao? Sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Rồi em lên đây. Rồi em lên đây làm cái gì vậy? Trời ơi. Muốn ngồi nè. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây ha, coi mắt em. Có đúng. Em gặp rồi, em sẽ dẫn anh với ba má anh ra Trà Băng rút $1,000,000 ra cho xài. Trời ơi. Sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta. Xấu xấu mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Huy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. À kệ đi. À ba má có rồi. Ba má sắp tới không? Nhưng mà cái chuyện đó nó ba má tới đây rồi. Có. Tại sao lại tới đây? Khoan. Dạ. Để em tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Huy tới rồi. Đâu? À, đang ngồi kéo máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5,000. Thua 5,000 kéo không được. Thua 5,000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5,000 phải không? Đây. Cầm lấy 10,000 qua. Hả? Ra ngoài đưa hai bác, mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không này. Không sao mà làm. Không có nhiều đâu. Kỳ lắm. Anh ghi tâm đi. Thôi hai người đứng tâm sự đi. Tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Hay quá nha. Trời ơi, sao tụi bay để tao đây? Anh Huy, sao anh thử hờ với em vậy? Cái ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh nhắc có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không? À, mỗi lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á, anh có, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạn à.
Anh biết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là hồi nãy có cái đàn đó, anh lấy ra cái đàn cho em hát chút xíu được không? Chớn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nè, đi đợi cho hát đi mà. Đàn đâu? Đã quá, nịnh được cái rồi. Rồi sao? Mày ngồi ha, ngồi ha. Dạ đứng, 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 đứng nè, đứng cho nó sung lên. Lại nè. Vô nhanh, vô luôn nha. Vô, 2, 3. Đến một ngày nào đó em sang, một ngày nào đó em nhớ có một lần, một lần mình nói ta yêu nhau, có luật sư làm chứng. Bầu trời sợ lời của tôi rồi đó bà. Cái gì vậy mới hay chứ, có bằng trăng gì, bằng trăng đâu bằng luật sư anh. Luật sư nó có giấy tờ đàng hoàng. Một lần đã chọn nghề hiến dân với anh, em mãi là người tình chăm nắng. Thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu, anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi ghế kia, cái ông kia ông chảy nước miếng má trời. Quay á, quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay ơi, quay. Ai vậy? Quay à. Ủa? Quay à. Thôi, cái này đủ rồi. Quay ơi, quay. Đủ rồi, giãn lại cho tao. Quay à. Con ở đâu rồi? Dạ, con đây, con đây. Quay đâu bò à? À, cái biệt anh là mùa đây. Quay đâu? Tới đó cái biệt anh là mùa đây. Hả? Anh nhìn Quay. Ba má anh. Ủa sao kỳ vậy? Anh nói tiếng Bắc, rồi ba anh nói tiếng Trung, còn má anh nói tiếng gì trong tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết làm sao luôn. Má anh nghe kỹ rồi coi nó nói gì vậy? Quê đâu? Tại sao mày đi ở má Di Khờ? Mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói cũng hiểu chứ cà đi. Để tôi thống dịch cho là để đi ở mẹ đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Anh đi mày chục năm rồi, anh đi ở mẹ đi cá, anh đi ở mì đâu. Ai qua mày hát được không? Tại em đúng rồi, ba má chứ quê không ai biết gì trơn. Để tôi thống dịch cho là nói là đi lẩu quán mà cũng biết gì trơn đi thầy. Là cái gì vậy anh? Sắp hiểu rồi. Nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À, ta hầu chưa bỏ mày đẻ mày ra mày mình nuôi mày rồi lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chục năm rồi mày không về mày bỏ mày má đi quê mới đúa mày chơi trần hả? Để mà thông dịch chó là ra tôi con đẻ con ra đây là cho con bù đây rồi chưa ra đâu cũng ai biết thế chứ con đi mẹ chục năm á chứ con chưa về thế Quy để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi nói được rồi, núa không có hiểu gì hết trơn. Thôi tao dịch cho nè con. À, cho má mày nói là mày cho mày về trong bấu đó rồi trong mày trong đủ rồi à. Má nói gì vậy em nghe nữa bấu á má nói đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó dạ. Nhiều sữa cho con bú lắm. Hay quá. Bà qua bà nói chuyện đi không hiểu. Ý là bà nói là con á, là cháu ní là con á, có lấy tân hủy đó là coi như là con đẻ nhiều là con có chừa cho con là bù à. Con nó không có hiểu, cái nuốt cái tiếng mà khó nghe, để tôi nuốt cho nghe. Tao bà cháu là cái quay rồi chứ quê, là cháu là lớn lên rồi chưa, hồi xưa thì má cho con bú, nhờ con bú hạt hà. Dạ là sao? Đó, thì đó, vậy thôi. Ê, không hiểu gì cả. Thôi. Thôi mà tao thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Đám cưới đây. Đám cưới luôn. Dạ khoan. À, con tự giới thiệu. Con là Jennifer. Biết rồi. Không biết. Ngu. À, thấy hai đứa đẹp đôi là bạc cho hai đứa lấy nhau luôn. Lại nhau đi. Đám cưới đi. Tao nói giãn ra, con nói giãn ra. Thế em nhập à? Thế được rồi đó, mày hốt nó đi về mày hốt con này thôi, về thôi. Mày ăn một năm thôi.
Bây giờ... Này, mày hấu con này về mày ăn thịt, thanh ghi vi như hết thịt. Bác ơi bác, tôi bóc cổ hai ông bây giờ. Hai ông lột mặt nạ ra dùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì hai anh security? Trời, có tên là Jennifer gì? Dạ Jennifer. Jennifer. Dạ. Jennifer. Dạ. Chết mẹ nè. Đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Phơ. Dạ. Phơ ơi phơ. Dạ. Rồi ta có nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên cái quán phở, giờ con ế qua con sang rồi. Con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hủa nó nguyên quán mà hắn kể không có quán phở. Hắn có quán phở kệ cho hắn chứ. Ê, ý bạch tái hồi là cái quê quán. À, không, quán của con không có quê đâu, sang lắm. À, bị quán sang quá nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mày mày chứ. Ý tao hủa mày là cái quê cái chỗ mà ba má mày. Cái nơi mà ba má sanh em ra. Ba má mày một đêm không ngủ cỡ mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ. Quê. Dạ, ở bệnh viện Từ Vũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê. Con này lấy về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi, lật bài ngửa chơi với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe nè. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê, cho chấm lấy cho mày. Ủa? Đây. Người này là... Nãy giờ đó, anh thấy cái chuyện nó rối quá rồi, bây giờ anh muốn trình bày sự thật cho em nghe. Hả? Cái này là hai người sư. Dạ đúng, ai đem là sư cụ. Sư cụ đó tí. Là bởi vì... Dạ, tụi em là... cũng chỉ là sư cụ lấy tiền thôi. Ủa sao nói người ta? Sờ câu cả một tháng mà lãnh lương có một lần. Có gì kỳ vậy? Thì đó. Hai người vô làm giả ba má anh Quy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày. Là dạo sau này đó, anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Dễ sợ. Đúng không? Dễ sợ. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ, như vậy là quý rồi. Dễ sợ. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý mà... Mấy người này lại lên lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Yes sir. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ cứ là em. Rồi em nói là em lên em muốn gặp ai thì em gặp, thì người ta sẽ cho em gặp. Không được. Em muốn gặp mấy lần rồi mà hai ông nội này cứ cản hoài, cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà thích mẹ luôn à. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước? Hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi, sao kỳ vậy? Hai đứa kia, mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ, xóa hết rồi, thơ nhận được đâu hết rồi. Đó, anh thấy không? Hai ông này kỳ cục ghê. Thế cái chuyện này đâu cần phải rối. Không, mà bây giờ nó nói cho cô... Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con, không phải thằng, con thằng Lăng. Con thằng Lăng, cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè. Anh cô nghe. Cô anh nghe nè. Mệt quá, nói cho bị điên nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ ái mộ kiểu nào cũng có hết. Đó, như là anh Đức Huy anh nói rồi. Nhưng mà ái mộ á, là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả. Nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào, đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm dây là đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đầu anh hát xong á, anh người này rất là cô nơn. Em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là anh em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá mới lần lợi gần, anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải mua tối ngày lãnh lương sư cô phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi sư cô đi tem mà. Em biết rồi. Thôi về mốt em không có giả gái nữa. Tôi thích gì đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh. Tụi tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, anh em không phải là BD đâu đó.
anh là em là đàn ông đàng hoàng á, có giỡn đâu à. Thôi thôi, bây giờ hiểu nhau hết chưa, còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. À, nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên liên hệ người khác. Muốn về làm sờ câu mà sờ khơi không tốt đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Thôi hai người này dễ thương mà. Má, cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má của anh Huy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi, không sao em tặng luôn. Thôi giàu mà. Thôi vậy được, thông cảm giùm tôi nha. Dạ. Tại nghề của tụi tôi mà. À, anh cũng thông cảm cho em nha anh. Dạ. À, tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em. À, em rất nhiệt tình. Dạ. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui bây lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời ơi, vui lắm anh ơi. Vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Con tim nó lòi ra ngoài luôn. Thôi rồi, con tim vui lại rồi. Chưa. Mình phải làm gì nè? Vui hát đi. Dạ, con tim đã vui trở lại. Và tình yêu đã dâng về người. Còn tâm hồn nguyện yêu mãi. Riêng người mà thôi.